Xin chào mừng toàn thể bà con đã quay trở lại kênh của Lâm Cơ Thành Đình ạ. Địa chỉ cửa hàng xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông. Bất là cần mua và đặt hàng thì liên hệ trực tiếp đến hai số điện thoại 0388 039 136 hoặc 0973 164 668 nha các bác. Và hôm nay là ngày 4 tháng 12, em đi đâu máy 15 con. Vâng, máy em báo trên từng cây máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc cho các bác. Phụ kiện kèm theo thì gồm có dao vuông, ba phát cước, dây đeo, típ mở buji và mở đầu ra, lục giác. Hình thức mua bán thì các bác không cần phải cọc. Và trước khi nhận và giao tiền cho nhân viên giao hàng, được quyền kiểm tra máy, được quyền test nổ máy nha các bác. Và lô máy hôm nay thì đến từ những thương hiệu như Echocurit. Và hôm nay Echocurit rất nhiều nha. 1, 2, 3, 4, 5, 5 con Echocurit. 1, 2, 3, 4, 4 con Maruyama, Mitsubishi, Honda. Đó là những mặt hàng cao cấp, một những cái mặt hàng gọi là dân thợ chúng em gọi là hàng hệ đấy ạ. Hàng phát chuyên nghiệp, đa phần là hàng phát chuyên nghiệp nha các bác. Và phân khúc CC thì từ 20cc cho tới 31cc. Giá tiền thì hôm nay từ 1.400.000 đồng cho tới 2.800.000 đồng. Và tất cả những con máy em báo trên từng cái máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã bao ship cho các bác hết rồi. Các bác chỉ cần nhiệm vụ của các bác xem video, nhớ cái mã của nó nha. Mã này là mã chữ B. Thì các bác, ví dụ các bác chốt con 15GX31 chẳng hạn, các bác nhắn tin, gọi nhắn tin hoặc gọi điện kết bạn qua hai số điện thoại có Zalo, chốt B15 chẳng hạn. Rồi em gửi hình ảnh cho các bác xem một lần nữa, chắc chắn chốt thì các bác ghi địa chỉ số điện thoại người nhận. Đó, thế là xong, hình thức rất đơn giản nha các bác. Và trước khi review từng con một, như mọi khi em sẽ điểm sơ sơ từng con một trước để các bác đỡ mất thời gian. Và hôm nay có GX31 đẹp xuất sắc nha các bác, không có điểm chê đâu ạ. Hai con GX25, Mitsubishi TL26 hai con. Vâng, Maruyama phân khúc 26cc, 23cc tum liền, 26cc tum rời, 23cc tum liền. Vâng, Echocurit, Echocurit đời mới nha, 262. Echocurit 2320. Hai con phiên bản Echocurit 260 đẹp xuất sắc, hai con y chang nhau luôn. Ô không, hai con này, con 2 số 3 giống nhau nhá. Con này nhìn giống nhau nhưng mà nó lại phiên bản khác một chút, đắt tiền hơn đấy ạ. Và con đầu tiên là một con Mitsubishi TL20, công suất cỡ nhỏ. Và trước khi review từng con một, em sẽ hướng dẫn cách sử dụng, cách pha nhớt ạ. Sáng ra hoặc đông ngày sử dụng, nhấn nút bơm xăng. Tùy theo từng cái dòng đen, những dòng đen bên tay phải bắt đầu khởi động, nhấc lên, nổ rồi thả xuống. Một số con ở dòng đen bên tay trái này. Đó, ví dụ như con này bên tay trái thì các bác lại nằm ngược lại bên tay phải, thả xuống, nổ rồi nhấc lên. Đó là lúc sáng ra hết xăng hoặc lâu ngày không sử dụng thì mình làm đúng thao tác như vậy. Lưu ý ga lên một chút bao giờ cũng dễ nổ hơn. Và khi nó nổ rồi ạ, như bây giờ các bác không cần bơm xăng, không đóng đen nữa, nhẹ cái nó nổ rồi ạ. Chữ B, B bò nha các bác. B. Và đến từ thương hiệu Mitsubishi TL20, đẹp xuất sắc, zin nguyên bản. Đó, các bác thấy thấy không? Từ cái bình xăng zin trắng tươi. Đặc biệt hơn những cái loại này đấy ạ, phiên bản này này, nó nhỏ mà có vỏ nha, thiết kế rất nhỏ gọn nhẹ nhàng. Sử dụng chế quang rô, chế ga ngang, chế hai kim, tua cực kỳ nhanh luôn nha các bác. Tum rời, tum nhựa. Đó, con này đẹp không có điểm chê nha các bác. Cực kỳ xuất sắc. Và tất cả những dòng Mitsubishi đời thế nào, lốc máy đều dập, mini Japan dập nối. Vâng, con này đang sử dụng bộ tay gà giữ đầu bò chắn cỏ rìn hết cho các bác. Vâng, giá chỉ 1.400.000 đồng B1 nha các bác. Vâng, các bác những thích những cái phân khúc 26cc lòng 34 ly, phát chuyên nghiệp, túi tiền phải chăng, tua nhanh, các bác có thể chọn B2 và B3. Giới thiệu cho các bác con số B2 đến từ thương hiệu Echocurit. Vâng, với phiên bản này thì nó có trục giật trợ lực bằng cái van xả cái đầu lòng này này. Đó, khi các bác giật nổ ấy, cái phan xả này nó nhấp nhả cho các bác giật nó nhẹ đi nha. Đó, còn khi nổ rồi thì cái này nó sẽ, cái trục giật nó sẽ không hoạt động và nó sẽ bình thường nha. Đó, chứ không phải là cái van xả này lúc nào nó cũng nhấp nhả đâu ạ. Chỉ khi giật nó mới nhấp nhả nha. Con này đang sử dụng bộ chế bơm xăng tự động. Đó, chế ga đứng, chế quả ga, tum liền, tum nhôm. Xuất sắc, Echocurit 260 với phiên bản tay ga giữ công tác luôn trên tay. Vâng, chỉ có 1.650.000 đồng B2 ngày hôm nay ạ.
B2 1.650.000 đồng. Giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo. Vâng, bạn nào chốt chậm chốt hụt, các bác lưu ý bấm nút đăng ký kênh để chờ những video tiếp theo, thường phát sóng vào khung giờ 7 cho đến 8 giờ buổi tối hàng ngày. Vâng, B3 với B2 thì nó y chang nhau nha. Đó, cũng trục giật trợ lực bằng cái van xả cũng chế đó. Tất cả đều như nhau hết nha. Tay ga giữ công tắc lên tay. Khác mỗi cái là cái lắp gió, có mỗi cái lắp e này thôi, lắp đóng nghe là thay mới con B3 này thôi, còn tất cả riêng nguyên bản này hết cho các bác. Và B3 cũng có giá 1.650.000 đồng, Echocrit 260, 26cc lòng 30 ly, và với những phiên bản này đồ thay tháo rất sẵn nha các bác. Vâng, B3 1.650.000 đồng. Vâng, B4 các bác có thể nhìn ba con y chang nhau nha. Đó, các bác có thể nhìn mấy con này y chang nhau giống đó. Cái phiên bản này thiết kế đặc biệt hơn một chút và nó đắt tiền hơn một chút nha. Vâng, B3 vẫn là Echocrit. Đó, 260 thiết kế y chang nhau, nòng hơi các thứ ráp vừa với nhau hết. Nhưng mà khác một cái ạ, đó là cái phiên bản này nó sử dụng chế Wamro 2 kim nha các bác. Đây là phiên bản phát chuyên nghiệp đấy, cực kỳ đẹp luôn. Echocrit 260, 26cc lòng 34 ly. Với phiên bản tay ga giữ công tắc luôn trên tay, đầu vào chắn cỏ rì hết cho các bác. Vâng, 1.950.000 đồng cho con số B4 ngày hôm nay. Echocrit phiên bản cao cấp nhất của phiên bản này, của những dòng Echo đây. Cái máy Echo cũng phân khúc 26cc, cũng lòng 34 ly, giá ngay bên động cơ thành dịch nó khác rồi nha. Nó từng tùy từng phiên bản nữa đấy ạ. Đó, các bác có thể xem tí nữa, có một phiên bản này nữa này, và nó còn một đến 2-3 phiên bản nữa, màu xanh, màu nọ, màu cái màu vàng, màu có đủ hết đấy ạ. Vâng, B5 giới thiệu cho các bác một con đời cao của dòng Echocrit. Vâng, với những con đời cao thì nó có trục giật trợ lực, con này trợ lực bằng lò xo, chế bơm xăng tự động, chế ga ngang tum nhôm cho các bác luôn, cực kỳ xịn sò luôn. Tay ga giữ công tắc luôn trên tay, đầu vò lên cho các bác. Vâng, chỉ có giá 1.450.000 đồng, các bác đã sở hữu một con Echocrit phân khúc 23cc lòng 32 ly, đẹp xuất sắc nha các bác. Đồng B5 ạ. Vâng, B6 vẫn là Echocrit, vẫn là phiên bản đời mới của dòng Echocrit. Đây là một trong những phiên bản đời gần như là cao nhất của dòng Echocrit, với phiên bản trục giật trợ lực, chế bơm xăng tự động, chế ga ngang, đó, tum liền tum nhôm. Đặc biệt hơn con này thì nó sử dụng tay ga bóc hệ xịn sò nha. Đó, đầu bò chắn cỏ đi. Và với những con đẹp như vậy, đời này em sẽ bán giá 1.900.000 đồng nha, cho thương hiệu Echocrit 2625, 26cc lòng 34 ly, không điểm chê đâu ạ. $1.900.000 B6. Vâng, ở cái phân khúc công việc làm gia đình, túi tiền phải chăng, các bác có thể chọn những thương hiệu như Maru, Yangma. Tại vì để riêng cá nhân em, để mà riêng cá nhân em ấy ạ, thì em sẽ coi những cái dòng này á, nó là những cái dòng phát ổn định nhất nha, túi tiền phải chăng nhất, và cái hình thức máy bên ngoài nó cũng đẹp. Đó, còn đế mà đầu bền thì các bác thử thấy ạ, tiền nào thì nó phải vải đó. Nhưng mà ý em muốn nói cái độ ổn định nha, tiết kiệm xăng, những cái dòng Maru, Yangma này nó thuộc hệ bậc thầy bậc đầu nha các bác, và túi tiền của nó rất vừa phải cho các bác làm những công việc gia đình nha. Vâng, giới thiệu cho các bác con số B7 đến từ thương hiệu Maru Yangma phân khúc
23cc lòng 32 ly. Đẹp xuất sắc. Có trục giật trợ lực bằng lò xo, chế qua đồ chế ga ngang, một kim tum liền, tay ga giữ. Vâng, chỉ có 1.400.000 đồng. Các bạn đã sở hữu một con máy phân khúc cỡ trung bình 23cc lòng 32 ly. Vâng, cân nặng con này tầm chắc tầm 4,5kg nha các bác. Vâng, B7 1.400.000 đồng, giá đã bao ship và 5 món phụ kiện kèm theo. Vâng, các bác thích một con tum rời, tum nhôm đó, có thể gắn máy xịt thuốc hay là độ chế cái gì đó, túi tiền cũng phải chăng mà phát. Cái đời này của Marujangma đời phát chuyên nghiệp nha, các bác có thể phát cầy gã được đó. Và như em đã nói, tất cả những cái đời phát chuyên nghiệp ấy, cái hình thức bên ngoài nó không thể đẹp bằng những con phát gia đình đâu đó, nhưng mà chất lượng máy thì kể cả nó xấu vậy chứ xấu hơn nữa ạ. Nếu mà để mà nói về độ bền nhá, em chưa tính cái độ ổn định, chắc chắn rồi nó sẽ vẫn phải bền, kể cả cho rằng nó có cũ hơn nhá. Đó, các bác phải phân biệt được cái hàng nào, hàng phát gia đình hoặc là phát chuyên nghiệp. Đây là một thương hiệu đến từ thương hiệu Marujangma, đời phát chuyên nghiệp nhá. MB260 26cc lòng 34 ly với phiên bản tum rời tum nhôm, chế qua một đồ chế ga ngang, chế một kim. Tình trạng máy zin nguyên bản, tay ga giữ, công tác luôn trên tay, đầu bò riêng cho các bác. Vâng, chỉ có 1.800.000 đồng. B8, các bác đã sở hữu một con Marujangma tương đối là đẹp đấy ạ. Vâng, B8 1.800.000 đồng nha các bác. Vâng, B9 vẫn là Marujangma. Vâng, con này phân khúc 23cc lòng 32 ly. Tình trạng con này thì rin nguyên bản, đẹp xuất sắc nha. Đặc biệt hơn, phiên bản này đang sử dụng bộ trục giật có trợ lực cót đớn. Những cái dòng trợ lực này này của Marujangma ấy, khi các bác muốn nó giảm giận cho các bác nào, chị em phụ nữ hay các bác là cao tuổi thích giật nhẹ nhàng ấy, các bác chỉ cần kéo nhẹ nhàng đấy thôi. Đó, cái cót nó sẽ giật nổ cho mình nhá. Ý như kiểu mình nên cót đấy ạ. Đồng cót nó giật nổ cho mình. Phiên bản này thì đang sử dụng chế qua một đồ, chế ga ngang, chế một kim, tum liên, tay ga giữ. Và rất biển liền mạch từ A đến Z, tem mác còn nguyên như các bác. Vâng, chỉ có 1.400.000 đồng. B9 ngày hôm nay ạ. Đó, các bác sử dụng cho mục đích công việc gia đình, phát vừa phải, phát ít ít. Các bác sử dụng những cái con B9 này đúng bài luôn như các bác. Vâng, 1.400.000 đồng. B9 ạ. B9 1.400.000 đồng, giá đã bao ship và là món phụ kiện kèm theo. Vâng, các bác chỉ đơn giản các bác nhớ cái mã của nó nha. Và hầu như ngày nào nhân viên nhà em nó cũng báo về anh phải nói lên chứ, các bác cứ chọn con màu đỏ hay màu xanh, còn giá bao nhiêu tiền họ, những người chốt đơn nhà bên nhà em họ sẽ không biết gì đâu ạ. Đó, các bác nhớ, các bác chỉ cần nói chốt B10, ví dụ như con này chẳng hạn, thích con này chốt B10, vậy là xong. Nhớ đô B nha, B bò đấy ạ. Vâng, tiếp tục giới thiệu cho các bác một con Marujangma nữa. Phân khúc 26cc lòng 34 ly, cũng đẹp xuất sắc, riêng nguyên bản hết cho các bác. Vâng, cực kỳ đẹp luôn đấy ạ. Vâng, với phiên bản này thì cũng đang sử dụng chế Guamoro, chế găng nga. Đã là Marujangma sản xuất đấy ạ. Nó phải chiếm đến 98% là chế Guamoro rồi nha. Đó là chế găng ngang hết rồi. Đa phần Maru không có đời cố. Tum liền, tay ga giữ, đâu có chắn cỏ lên cho các bác. Vâng, chỉ có 1.600.000 đồng. B10 ngày hôm nay nha các bác. Một con Marujangma phân khúc 26cc lòng 34 ly ạ.
B10 1.600.000 đồng. Vâng, B11, B12 giới thì cho các bác hai con đều đến từ thương hiệu Mitsubishi. Đều ở cái phân khúc 26cc lòng 34 hết nha các bác. Đẹp y chang nhau, xuất sắc như nhau. Vâng, 26cc lòng 33 ly. Chế Guamaro, chế ga ngang 1-2 kim, chế 2 kim. Đó, nước sơn ri của nó hết nha các bác. Đẹp xuất sắc. Đó, từ cái lớp sơn cùng của nó còn chưa chóc này. Tay ga giữ, đầu bò chắn cỏ điên cho các bác. Vâng, chỉ có 2.200.000 đồng. B11 ngày hôm nay Mitsubishi TL26 26cc lòng 33 ly ạ. Vâng, B11 2.200.000 đồng. B12 cũng vậy ạ, Mitsubishi TL26 tung rời tung nhung cực kỳ đẹp luôn ạ. Tay ga giữ, đầu bò lên cho các bác. 2.200.000 đồng B12 ạ. B12 đều đến từ thương hiệu Mitsubishi, phân khúc 26cc lòng 33 ly, đều có giá là 2.200.000 đồng ạ. Vâng, từ B1 cho đến B12 đều là dòng 2 thì xăng phải pha nhớt và tỷ lệ pha nhớt cho em là 1/20, 1 lít nhớt là 20 lít xăng. Đó, những các bác nào cảm thấy pha xăng nhớt nó phức tạp, đó, các bác thích những thương hiệu xăng riêng nhớt riêng chạy như xe máy Honda nhà mình nhá. Đó thì các bác chọn lựa những con 4 thì B13, B14 và B15 đều đến từ thương hiệu Honda. Vâng, B13 là một con Honda GX25, 25cc lòng 35 ly với phiên bản tum rời tum nhung. Đó, những cái dòng này các bác có thể gắn máy xịt thuốc. Đó là sử dụng bố côn 260. Vâng, tay cao bắp hệ xịn sò. Đó, đầu vò chắn cỏ đến hết cho các bác. Vâng, 2.800.000 đồng B13 ngày hôm nay ạ. Vâng, B13 2.800.000 đồng. Vâng, có một số ít bác ạ, ở bảo mà quay xong mày không quay cái mã số seri. Vâng, cái quay seri không quan trọng đâu ạ. Đó, quan trọng là bên em cửa hàng em không lấy cọc, đó về không đúng máy các bác không nhận hàng. Và cái số seri các bác thích xem ạ, em không cần phải quay. Khi các bác chốt đơn, các bác có thể yêu cầu chụp lại cái số seri cho tôi. Đó là xong, chỉ còn mất thời gian quay đi quay lại, chả giải quyết được cái gì cả. Đó, máy nó là như thế vậy, không đúng hàng, không nhận máy, gọi là bom hàng, dân giang hồ gọi là bom hàng đấy ạ. Vâng, B14 vẫn là Honda GX25, 25cc lòng 35 này, cũng đẹp xuất sắc cho các bác luôn, cũng tum rời tum nhôm, cũng tay cao bắp hệ xịn sò, đầu bò rin, chắn đá rin, cần UMK 425, cũng có giá 2.800.000 đồng, B14 ạ. Vâng, B14 2.800.000 đồng. Vâng, con cuối cùng ngày hôm nay B15 vẫn là thương hiệu Honda GX25, xăng riêng nhớt riêng, xăng đổ đây nhớt đổ đây. Vâng, với con này thì cũng rin nguyên bản, đẹp xuất sắc, và đây là một trong những con Honda GX31 nha, đẹp nhất tại Long Cơ Thành Định đấy ạ. Đó, bác nào yêu cầu đẹp hơn nữa không có đâu, trả lời luôn đấy, con này là con đẹp nhất rồi nha các bác. Đó, từ cái bình xăng rin của nó các bác có thể thấy trắng tươi luôn. Vâng, con này đang sử dụng bố tum liền tôm nhôm, bố côn 330, côn lớn nha. Vâng, tay có bóc hộp xì xò cho các bác luôn. Có mức tăng chỉnh dây ga ở ngay trên đầu đỉnh như này. Đó, công tác luôn trên tay.
đầu bò chắn cỏ đi hết cho các bác. UMK 431 xuất sắc, green nguyên bản. Vâng, giá chỉ có 2.450.000 đồng B15 ạ. Vâng, B15 2.450.000 đồng 2.450.000 đồng nha các bác. Vâng, em vừa báo giá cho bà con nô máy 15 con. Em xin nhắc lại giá em báo trên từng cái máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc cho các bác. Bác nào chưa thích con nào này, chưa chọn được, chốt chậm, chốt hụt hoặc là chưa tới thời gian mua, các bác cứ bấm nút đăng ký kênh để chờ những video nha. Nhất là những các bác chưa, cái mùa này cũng bác chưa cần thiết mua ấy ạ. Đó, cảm thấy nông cơ Thành Định giá cả hợp lý, thằng này ăn nói có vẻ tin tưởng được. Các bác cứ bấm nút đăng ký kênh chờ đó, và đến thời gian nào mình mua thì mình sẽ mua nha các bác. Và em xin nhắc lại một lần nữa, giá máy em báo ở trên từng cây máy là đã có phụ kiện kèm theo và đã bao ship toàn quốc cho các bác rồi ạ. Vâng, em xin kết thúc video tại đây. Xin chào toàn thể bà con. Cảm ơn bà con đã theo dõi video ạ.